tăng ê tê na sa chê na su va thi hô tu ye a ri ya sa cha ni vi pha hoa văn ti gam pi ra ban ye na su đê si ta ni kinh cha bi tê hon ti phu sa ba ma ta na tê pha văn a tha ma ma ni yan ti đăng bi sang kê ra ta năng ba ni tăng ê tê na sa chê na su va hô ta ha wa sa da sa na sam ba da ya ta ya su tham ma cha hi ta pha wan ti sa ka ya di ti vi chi ki tang cha si la pha tang wa bi ya da tin chi cha tu ha pa ye hi cha vi pa mu to cha cha vi pa na ni a pa bo ka tung ri dam vi sang kê ra ta năng ni tăng ê tê na sa chê na su wa ti ho tu kê cha bi so cam măng ca rô ti ba ba căng ca dê na wa cha chê ta sa wa a pa bo so ta sa ba ti cha da ya a pa ba ta di sa ba sa sa vô ta i đăng bi sang kê ra ta năng ba ni tăng ê tê na sa chê na su va ti ho tu va na pa gum be ya ta pu si tăng ghe ghim ha na ma se ta tam ma sin ghim he ta thu ba mang tham ma wa rang a đê sa di ni ma na ga minh ba ra mang ni ta ya y đăng ni bu te ra ta năng ba ni tăng ê tê na sa chê na su va ti ho tu waro waranyo warado waraharo anotaro hamma warang ade sayi dang di buhate ratanang bani tang ete nasak che nasuwati ho tuki nang buranang na wang na ti sampa wang irata cita yati ke pawat min te ki na bicha wirun hichanda ni pan te thi ra ya tha yam ba di bo i đăng vi sang khe ra ta năng ba ni tăng e te na sa che na su wa ti ho tu ya ni ta bu ta ni sa ma ga ta ni phum ma ni wa ya ni wa an ta li khe ta tha ga tăng de wa ma nu sa bu chi tăng Bụt thân nam a sa ma su ma ti ho tu ya ni ta bu ta ni sa ma ga ta ni phu ma ni wa ya ni wa an ta li kê ta tha ga tăng đê wa ma nu sa bu chi tăng tham mang nam a sa ma su ma ti ho tu ya ni ta bu ta ni sa ma ga ta ni phu ma ni wa ya ni wa an ta li kê ta tha ga tăng đề hòa mà nuốt sa bố chi tăng sầm căn nam a sa ma su wa thi hô hô tu chung thiên nhân các cõi dù thiên tiên địa tiên đã vân tập nơi đây mong cởi lòng quan hỷ thành kinh nghe lời này rồi với tâm bi mẫn năng thì nhân loại vốn đêm ngày hồi hướng phước lành đến chư thiên những vật quý trong đời chốn này hay nơi khác cả châu bao cõi trời không gì sánh bằng được với Như Lai thiện thể do vậy chính Đức Phật là châu bao thù diệu một với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc pháp bân tử tối thượng ly dục diệt phiền não phần thân ca mâu ni chim pháp ấy trong thiền không gì sánh bằng được pháp thiền vi diệu ấy do vậy chính chân pháp là châu báu thù diệu mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc con đường thanh lọc tâm là tu tâm thiền định chứng hiện tại lạc trú đức hằng ngợi khen không gì so sánh được do vậy chính chánh pháp
là châu báu thù diệu mong với chân môn này tu thành muôn hạnh phúc thanh tam vì bốn đôi là những bậc ân cung đệ tử đấng thiền thệ được tri giả tam tang cung dường đến các ngài hưởng vô lượng công đức do vậy chính tăng chung là châu báu thù diệu mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc bằng tu hành tiểu dục quy y tri kiên trì khéo chân chánh phụng hành lời dạy đức điều ngữ chứng đạt quả giải thoát thể nhập đạo bân tử lạc chú quả tịnh tịnh do vậy chính tăng chung là châu báu thù diệu mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc như cột trụ đa kheo chôn chằn xuống đất dầu bốn hướng cuộn phong cũng không thể lay động ta coi bậc chân nhân liễu ngộ tư thanh đê cũng từ tài bất động trước tam pháp thế gian do vậy chính tăng chúng là châu báu thù diệu mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc bần thanh tu đà quần chứng kỳ ly thanh đê được đứng gô ta ma kheo thiên nhãn tường tận các ngài dù phóng vật thì cũng không bao giờ tái sanh kiếp thứ tam do vậy chính tăng chúng là châu báu thù diệu mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc nhờ chứng đạt chánh tri đoạn trừ ba kiết sự thân kiến và hoài nghi luôn cả giới căm thù thoát khỏi bốn đò sư bậc nhập lưu không tạo sao bất thiện động nghiệp do vậy chính tăng chung là châu báu thù diệu mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc bần thanh tu đà quần dù thổ tâm và lỗi bằng thân lời hay ý cũng không hề che giấu được xưng danh hiền thánh do vậy chính tăng chung là châu báu thù diệu với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc đứng thế tôn thiết giảng pháp đưa đến niết bàn tịnh lạc và thù thắng lời in chung hữu tình ví như mưa đầu hạ khiến ngàn cây đâm chồi quầy chính đứng Phật là châu báu thù diệu mong với chân ngôn này tu thành muôn phúc đứng Phật bậc vô thượng liễu thông pháp vô thượng ban bố pháp vô thượng chuyển đạt pháp vô thượng tiền thiết pháp vô thượng do vậy chính đức Phật là châu báu thù diệu mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc nhân quá khứ đã đoạn mầm tương lai không gieo với tâm không ai chăm trong sanh hữu đời sau bởi tam muôn đã đoạn các chủng tử không còn ví như ngọn đèn tăng bậc ký chân niết bàn do vậy chính tăng chung là châu báu thù diệu mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc chung thiên nhân các cõi dù thiên tiên địa tiên đã ân tập nơi đây hãy chi thành đảnh lễ đứng Phật bậc Như Lai được chư thiên nhân loại đảnh lễ và cúng dường phụng với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc chúng thiên nhân các cõi dù thiên tiên địa tiên đã vân tập nơi đây hãy chi thành đảnh lễ chánh pháp đạo như chân được chư thiên nhân loại đảnh lễ và cúng dường mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc chúng thiên nhân các cõi dù tiên tiên địa tiên đã vân tập nơi đây hãy chi đảnh lễ tăng chúng bậc như đức được chư thiên nhân loại đảnh lễ và cúng dường mong với chân ngôn này
tổ thành muôn hạnh cung. Nam Mô Bụt Thầy Giả. Kính thưa Đại Chư, Tôn Đức Thân Chào tất cả quý Phật tử. Thưa vị, hôm nay là ngày thứ tư, 6 tháng 5 năm 2020. Một ngày nữa ta có thêm một ngày chương trình tu học đặc biệt ở trong mùa đại dịch coronavirus. Thưa vị, những biến động ở bên ngoài và đề tài mà chúng ta đang bàn thảo mỗi ngày ở trong các pháp thoại có liên hệ với nhau một điểm là nói về tâm thức của chúng ta. Ở trong mấy ngày qua, người ta nhận thấy rằng khắp các nơi đang có một sự giằng co rất lớn với những người muốn bày bỏ tất cả những phong tỏa cách ly của xã hội. Và cũng có một số người khác, có số người nhiều hơn một chút, thì mong muốn rằng chính phủ phải tiếp tục lệnh cách ly để làm thế nào bảo đảm được sự lây nhiễm không có bộc phát dữ dội. Có nhiều cuộc biểu tình và thậm chí như ở tại Michigan, một cảnh sát đã bị bắn chết tại chỗ khi mà bị cảnh sát này yêu cầu một người vào trong tiệm dollar store mua đồ phải mang khẩu trang. Người ta bực bội, khó chịu và không kiểm soát được. Đương nhiên là dấu hiệu của sự khủng hoảng về nội tâm. Và ngay cả những người đã gần 2 tháng sống trong sự cách ly, mặc dù mong muốn rằng sự cách ly nên được giữ tiếp tục để hạn chế sự lây lan ở bên ngoài. Nhưng mà thưa quý vị, một lần nữa, đời sống nội tâm bị đe dọa. Ở tại Texas là một thí dụ. Sắp tới đây, người ta cho mở lại tất cả các cơ sở thương mại. Nhiều người mong muốn trở lại đi làm để có được đồng tiền xây trở. Nhưng mà rồi trở lại với một tâm trạng rất là hoang mang.
Vì God là tất cả chỉ là lệnh phong tỏa hay là bãi bỏ lệnh phong tỏa. Nhưng mà chưa có một biện pháp nào thật sự hữu hiệu để bảo đảm sự lây lan được giới hạn. Người ta không có đủ đồ bảo hộ cho tất cả mọi người. Và người ta không có một sự hướng dẫn cụ thể từ trường hợp một. Ở trong tiệm nail phải làm thế nào? Ở trong nhà hàng phải làm thế nào? Ở trong các cơ sở sinh hoạt tôn giáo phải làm thế nào? Vân vân. Và đồng thời, người ta cũng chưa có được một cái sự đồng nhất. Ở trong một xã hội mà có quá nhiều sự phân hóa về quan điểm chính trị, về đảng phái, người ta vẫn giằng co với nhau về cái gì là cái tốt nhất để đối phó với bệnh dịch ở trong lúc mà kinh tế đang bị suy thoái trầm trọng. Thưa quý vị, tất cả đều phản ánh một điều là chúng ta sống với một tâm hoang mang, một nội tâm dao động. Ngày hôm qua chúng ta đã đi vào 7 cái câu nói của Ngài Chân Cha liên quan đến thiệt. Ngày hôm nay quý vị chúng ta cũng tiếp tục. Và trong từng câu nói của Ngài cho chúng ta nhiều gợi ý rất là quan trọng. Bây giờ trước khi đi vào pháp thoại, chúng ta hãy cung kính Thượng Tọa Minh Hạnh hướng dẫn đại chúng lễ tam bảo. Và sau lễ tam bảo thì chúng ta sẽ đi vào nội dung của sinh hoạt ngày hôm nay. Kính cung kính Thượng Tọa Minh Hạnh. Nhất tâm định lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thể, thế gian dạy. Vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Nhất tâm định lễ chánh pháp do Phật thiền thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin tam bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biệt lạc trụ trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì quy đức, cầu phúc lành phát sanh. Kính chân Thượng Tọa Minh Hạnh, Bạch Chi Thông Đức và thưa quý Phật tử, những câu nói của Ngài Chân Cha mà chúng ta sắp được nghe sau đây, có lẽ là nếu chúng ta đọc ở trong một thời điểm khác thì chúng ta sẽ có một cái cảm nhận khác hơn. Ngày hôm nay chúng ta đang sống ở trong một hoàn cảnh mà có rất nhiều lo sợ, rất là nhiều liều toan cho công ăn việc làm, và cũng có nhiều người cảm thấy rất là thất vọng buồn nản, bởi vì người ta có quá nhiều cách suy nghĩ khác nhau, từ cá nhân đối với cá nhân, từ thành phố cho đến tiểu bang, và từ tiểu bang cho đến liên bang. Hầu như cái nhìn dị biệt mà không có một cái hướng dẫn
nhất quán đã làm cho mọi người rơi vào trong tình trạng là mình ai nấy làm. Và trong một xã hội không có đồng nhất, mọi sự việc trở nên hết sức là nguy hiểm. Bởi vì chúng ta đang chia rẽ trước một kẻ thù chung, mà kẻ thù này là kẻ thù vô hình. Kẻ thù này đang hủy hoại hàng ngàn mạng sống của con người mỗi ngày, và đã khiến cho cả hàng mấy mươi ngàn người bị lây nhiễm mỗi ngày như vậy. Người ta chưa biết như thế nào, nhưng mà với con số tử vong tại Hoa Kỳ lên tới con số hơn 70.000, người ta ước tính rằng tối thiểu thì tới mùa thu năm nay, người Mỹ sẽ có một số tử vong vì corona lên tới hơn 130.000 người. Và thứ gì đối với bệnh, đối với chết, đối với sự suy thoái kinh tế và đối với sự bất ổn trong xã hội, nó đã đặt tất cả mọi người vào ở trong một cái giai đoạn mà nội tâm của chúng ta rất là bất ổn. Một việc rất là đơn giản là nếu chúng ta không tu thiền trong lúc này, chúng ta không tìm cách để an tâm, để định tâm trong lúc này, thì khi nào là lúc mà chúng ta nên tu tập? Tất cả tùy thuộc vào cái nhìn và cái thái độ của chúng ta. Vì vậy hôm nay xin được mời quý vị tiếp tục chúng ta lắng nghe một số những lời nói của Ngài Chân Cha về hạnh thiền. Ở trong phần này có tới 35 câu. Chúng ta sẽ đi qua 5 ngày. Hôm qua là ngày thứ nhất, hôm nay là ngày thứ hai. Mỗi ngày chừng 7 câu như vậy. Bây giờ thì chúng tôi mời quý Phật tử Quan Khỉ giúp đọc cho những lời của Ngài Chân Cha được ghi ở trong quyển Chẳng Có Ai Cả. Giờ xin mời cô Từ Mẫn. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ, con Tự Mẫn xin cúi đầu đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, ơn Đức Phật, ơn Đức Giáo Pháp, ơn Đức Tăng. Con kính đảnh lễ Ngài Thượng Tọa Giác Đẳng, Ngài Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tuệ Tri, Sư Nguyên Thông cùng quý chư tôn đức tăng ni trong đạo tràng. Dạ, con xin đọc bài học hôm nay. Pháp thoại ngày 6 tháng 5, 2020, quán chiếu. Trích từ Chẳng Có Ai Cả, No Achancha. Achancha, tỳ khu khánh hỷ chuyển dịch, hành thiền tiếp theo. Đừng dính mắt vào hình ảnh hai ánh sáng trong lúc thiền. Đừng lên xuống theo chúng, bộ thấy ánh sáng trong lúc thiền vĩ đại lắm sao. Cái đèn bấm của tôi cũng có ánh sáng vậy. Ánh sáng hay hình ảnh trong tâm lúc hành thiền không giúp chúng ta chấm dứt phiền não. Không, hành thiền thì bạn chẳng khác nào kẻ mù và điếc. Không phải dễ dàng thấy giáo pháp đâu. Bạn phải hành thiền để thấy những gì bạn chưa từng thấy. Không phải mới sinh ra bạn đã là thầy giáo ngay. Bạn phải đi học và làm học trò trước. Bạn chỉ thấy được vị chua của chanh khi bạn nếm chanh. Khi hành thiền, nếu có tư tưởng nào đến, hãy nói, đó không phải là việc của ta. Khi cảm thấy làm biếng, ta phải hành thiền, không phải chỉ những lúc cảm thấy đầy năng lực hay thoải mái mới hành thiền. Đó là thực hành theo lời Phật dạy. Chúng ta chỉ chịu hành thiền khi cảm thấy thoải mái. Nhưng phải đi đâu để tìm sự thoải mái? Muốn cắt đứt tham ái mà bạn lại được hành theo tham ái vậy sao? Phải luôn luôn quan sát chính mình trong khi làm bất kỳ việc gì. Chỉ đọc sách thôi thì không khởi sinh được gì cả.
Ngày ngày trôi qua nhưng chúng ta chẳng nhìn thấy được chính mình. Người biết hành thiền là người thực sự nỗ lực hành thiền để biết. Có nhiều cách hành thiền nhưng tất cả đều trở về chỗ. Hãy để mọi sự tự nhiên thoát ra ngoài chiến trường, đặt chân đến nơi an lành mát mẻ. Tại sao không thử xem, bạn có dám không? Chỉ nghĩ đến hành thiền mà không hành thì chẳng khác nào thả mồi bắt bóng, bỏ cái thực để lấy cái mơ hồ giả tạo. Dạ, thời chấn kinh của bài học đến đây đã dạ đã con thấy đã hết ạ. Còn tiếp ngày mai dạ con thành kính tri ân quý sư và quý đạo tràng, dạ con xin xuống mít ạ. Cảm ơn cô Tư Mẫn, ông Chí Thúc Đức và thưa quý Phật tử. Nếu quý vị nào về các quốc gia Phật giáo đó, thì chúng ta đến các trường thiền. Ở trong những ngày sống trên trường thiền thì người ta có cái giờ gọi là giờ trình pháp. Giờ trình pháp ở đây là những thiền sinh sẽ có dịp lên trình bày với các vị thiền sư về một số những kinh nghiệm ở trong lúc tu tập của mình. Một điều mà rất là thường xảy ra, bởi vì có lúc chúng tôi vào trong trường thiền mà lại được mời để thông dịch cho một số các thiền sinh Việt Nam. Và chúng tôi hiểu chuyện này là một chuyện rất thường xảy ra. Là trong lúc hành thiền, người ta thường có một số những cái cảm giác lạ. Thí dụ như tự nhiên mình cảm thấy mình chỉ còn lại phân nửa người. Bị đầu mình đi nha sĩ đó, có nhiều khi mình chích thuốc tê và mình thấy giống như cái môi mình nó mất một phần đi, nó chỉ còn lại một phần thôi. Thì có một số người khi hành thiền cảm tưởng phân nửa người mình ở dưới hay ở trên, tự nhiên nó không có tồn tại. Hay hoặc giả là người ta cảm thấy toàn thân nó có cái pháp hỷ, ở cảm giác như là mình ngồi ở dưới nước biển mà sóng đánh đập vào con người của mình, ở trong trạng thái lơ lửng bị những cái làn sóng xô đẩy dao động liên tục. Cũng có những người hành thiền đôi khi trong lúc nhắm mắt lại thì cảm tưởng như là có một thứ ánh sáng, và ánh sáng đó nó trở thành một cái gì bao phủ toàn thể thân của chúng ta. Thứ thì những điều này thường là nỗi bận tâm của các thiền sinh và nó làm trở ngại cho nhiều ngày. Có khi thấy ánh sáng hay là có cảm giác lạ ở trong một thời khắc nào đó, 5 phút, 10 phút, 1 giờ, rồi thôi. Và nhiều lúc người ta muốn cái trạng thái đó được lặp lại, nhưng mà nó không lặp lại. Thì lời khuyên của Achancha là khi mà chúng ta gặp những hiện tượng như vậy đó, thì một điều mà chúng ta nên làm là ghi nhận có ánh sáng như vậy, ghi nhận có cảm giác như vậy, và ngay sau đó trở về lại với hơi thở. Đừng làm lớn chuyện về chuyện đó. Tại vì ánh sáng là ánh sáng, nó chẳng có chuyện gì mà để chúng ta phải bận tâm nhiều. Ngài nói một cách rất là khôi hài, đó là bộ ánh sáng vĩ đại lắm sao? Cái đèn, đến cái đèn pin mà mình xài, cái ánh sáng nó cũng như vậy. Do vậy một điều mà các cái vị thiền sinh nên có để khi gặp những hoàn cảnh như vậy là ghi nhận và đừng quan tâm đến nữa. Tiếp tục trở về với sự thực hành của mình. Đây là điểm mà Ngài Achancha đặc biệt
nhấn mạnh trong câu nói số 8 mà chúng ta vừa nghe. Ở trong câu số 9 tiếp theo đó, thì Ngài khuyên chúng ta là nếu chúng ta không tự thân hành thiền và chúng ta không có trải nghiệm việc đó với chính mình, thì chúng ta chẳng khác như người mù và điếc. Người mù là không nghe và người điếc là không thấy. Và Ngài khẳng định một câu rằng không phải dễ dàng để thấy được giáo pháp đâu. Nó tương tự như trong đời sống hàng ngày, chúng ta có những cái cuộc tranh chấp, cãi cọ, lời qua tiếng lại. Khi mà người ta có những cái sự cãi vã, tranh luận, và nhất là tranh luận có tất cách là nặng về đụng chạm cá nhân đó, thì lúc đó đừng nói chi giáo pháp. Kể cả cái lẽ phải, một lý lẽ rất đơn giản là thế nào là vừa phải chúng ta cũng không biết nữa, đừng nói chi giáo pháp. Và khi một người đi vào trong trường thiền tu tập thì người đó nên có cái ý thức rằng ở trong nhiều trường hợp thì chúng ta giống như người bị mù, bị điếc, là không thấy được, không nghe được. Do chúng ta không thấy được, không nghe được nên chi chúng ta không có thể nào nhìn sự việc một cách tỉnh táo, mà chúng ta chỉ chạy theo những cái cảm giác của mình. Do đó Ngài nói rằng bạn phải hành thiền để thấy những gì bạn chưa từng thấy. Không phải mới sinh ra bạn đã thầy giáo ngay, đã là thầy giáo ngay đâu. Bạn phải đi học và làm học trò trước. Bạn chỉ thấy được vị chua của chanh khi nếm vị chanh. Điều này có nghĩa là đối với một người tu tập đó, thì cái gì mình biết, mình thấy đó, là một sự thực nghiệm. Kể cả đau khổ, mình nghĩ rằng mình hiểu đau khổ, nhưng cái đau khổ của mình đó, nó chỉ là một mảng của sự đau khổ, và chúng ta không thấy trọn vẹn câu chuyện của sự đau khổ. Thí dụ như chúng ta có một câu nói rằng cái vòng danh lợi công công kẻ hồng ra khỏi người mông chui vào. Tại sao có những người thấy danh lợi đó là phù ảo, danh lợi đó là một hệ lụy, mà có người khác thì nghĩ rằng điều đó là điều mình cảm thấy hạnh phúc? Thì như vậy chúng ta chưa có thấy rõ, chưa có ý thức được. Thật ra đừng bao giờ ngây thơ mà nghĩ rằng mình biết hết. Thật ra chúng ta thường sống ở trong cái mù và cái điếc, không thấy, không nghe được. Và chúng ta phải có được một cái cơ duyên để nhìn vấn đề một cách tỉnh táo, thì chúng ta mới thấy được giáo pháp, thấy được cái lẽ phải một cách rất là đơn giản đã khó rồi, đừng nói chi thấy giáo pháp. Thứ gì, chúng tôi nhớ có một câu chuyện mà chúng tôi đọc cách đây chừng 30 năm về một cái anh người Canada, anh tên là anh Peter. Anh lớn lên ở trong một cái nông trại ở Nova Scotia, ở miền đông của Canada, ở trong một gia đình mà cha mẹ là phần lớn chỉ biết công việc của nông trại thôi. Thì vì cha mẹ cũng có ít tiền để dành, do đó gửi anh xuống học ở Đại học Toronto. Và khi anh xuống Toronto thì anh bắt đầu học đòi trong cái cuộc sống mà chúng ta tạm gọi là cuộc sống thời thượng, cuộc sống của người trẻ, biết thế nào là quần áo thời trang, biết thế nào là những buổi họp đêm, biết thế nào là mua sắm những cái thứ đồ xài hàng hiệu v.v. Vậy thì có một lần gần tới mùa Giáng sinh, và anh chỉ viết một cái thơ cho cha mẹ nói rằng mùa Giáng sinh này con có nhiều công việc phải làm ở trường bài vở, cho đó con không có về ăn Giáng sinh với cha mẹ được. Việc đơn giản như vậy. Ngày hôm sau thì anh ra ngoài phố và anh nói rằng, anh kể lại trong cái quyển hồi ký của anh đó, là anh đi trên một con đường đi bộ. Ở đó có rất là nhiều quán cà phê và nó nằm gần con đường Dundas đi băng ngang Chinatown của Toronto. Thì bất chợt anh nhìn thấy từ xa bà mẹ của anh đi lên, và bà kéo theo một cái vali, mà chiếc vali đó anh đã thấy nó nằm ở trong cái nhà kho của anh là mấy chục năm rồi. Vali rất là cũ kỹ nhưng mà chứa được rất là nhiều đồ nặng.
và bà đang đi tìm cái cư xá của anh, cách đó khoảng chừng 3 cây số. Thưa quý vị, anh nhìn thấy bà mẹ từ xa lui đi tới, bà mẹ cũng nhìn thấy anh, nhưng mà trong lúc đó thì anh đang nắm tay người bạn gái đang đi trên một con phố, mà có thể nói rằng một con phố cũng cái khu sinh viên tập học ở đó nhiều nhất. Ở trong lúc bây giờ thì anh không hỏi rằng tại sao bà mẹ đến đây, bà mẹ mẹ mang theo những gì, và bà mẹ đến gặp mình để làm gì, mà chỉ có một ý tưởng rất là đơn thuần xảy ra trong đó của anh là bà mẹ mình quê mùa quá. Và nếu người bạn gái mà thấy mình của bà mẹ quê mùa như vậy thì đúng là sẽ nói đánh giá rất thấp về mình. Và ngay lúc đó thì mặc dù mắt của anh đã chạm mắt của bà mẹ, và anh nhìn bà mẹ với một ánh mắt rất là lãnh đạm, rồi kéo tay người bạn gái đi. Bà mẹ đã đứng đó nhìn anh nhưng mà không kêu tên anh. Và buổi chiều hôm đó anh về thì anh thấy một cái vali cũ ở cái văn phòng của cư xá, người ta gọi tên anh, nói rằng có một người phụ nữ ở xa đến gửi. Thì anh biết chắc chắn rằng bà mẹ đã mang đó lên cho anh. Ở trong đó có một số các thức ăn và bà mẹ nghĩ rằng anh rất là thích ăn khi mà còn nhỏ ở nhà ở trong mùa Giáng sinh. Và bà mẹ đã đi một con đường rất xa từ Nova Scotia lên tới Toronto để gặp đứa con trai thân yêu của mình, để mang những món quà, hy vọng là đứa con trai xa gia đình, xa quê, xa xứ, ở trong mùa Noel lại có được một ít đồ ăn cho ấm lòng. Nhưng mà anh cũng biết rằng bà mẹ đã, mặc dù rất là quê mùa, nhưng đã nhận ra được là người con trai đó cảm thấy rất là xấu hổ khi nắm tay người bạn gái đi ngoài phố và gặp bà mẹ mình rất quê mùa như vậy. Do đó bà mẹ đã lẳng lặng gửi lại, tìm đến địa chỉ cư xá và gửi lại cái vali đó, rồi bà mẹ đi về. Thưa quý vị, sau mùa học đó về nhà, và chưa bao giờ bà mẹ nhắc lại câu chuyện đó với anh, và anh cũng cảm thấy rất là xấu hổ, không có nhắc lại cho đến ngày anh ra trường. Về sau này, khi anh Peter ra trường, thì trong một lần anh đi đến thăm một người bạn ở xa, và người bạn này nói với anh rằng rất tiếc là không có thể đến đón anh và dẫn anh đi chơi được, bởi vì nhà có một cái đám tang và cái người mất không ai khác hơn là mẹ của mình. Và anh cảm thấy rằng anh có một cái bổn phận gì đó ở trong cái tình bạn thân để an ủi với người, cho người bạn, nên anh đã đích thân đến gặp người bạn. Trong vòng 10 phút anh nói chuyện thì trong cuộc thì người bạn của anh đã kể về người đã mất như thế nào đối với bản thân của mình. Câu chuyện kể thì chúng ta không được đọc ở trong hồi ký của anh, nhưng mà qua cái câu chuyện kể đó thì anh đã cảm nhận một điều rằng mình chẳng những có một cái lầm lỗi rất lớn với người mẹ thân yêu của mình, mà mình đã không có hiểu được cái giá trị của cái một con người thật sự yêu thương mình. Và một điều rất là buồn cho anh là khi anh lấy xe lửa đi từ Ottawa, nơi anh đang làm việc, để về lại Nova Scotia, thì về tới nơi mẹ anh là bị bệnh bán thân bắt tội và hôn mê. Cho đến khi người bà cụ ra đi thì anh lại không có được dịp. Mà theo anh nói rằng anh chỉ mong mỏi bà mẹ tỉnh dậy, và anh chỉ muốn nói một câu là anh yêu thương mẹ rất nhiều, nhưng mà anh không được có cơ hội đó để một lần nữa. Và thưa quý vị, nhưng mà cũng có một điều rất là đặc biệt là anh từ bỏ một cái công việc lương rất cao và có cái cơ hội để thăng chức ở Ottawa, và anh đi vào trong một cái cơ quan là việc thiện nguyện ở tại Nigeria, ở Phi Châu. Và anh xem những tháng ngày là việc thiện nguyện ở Nigeria cho anh một cái niềm an ủi, là anh làm một cái chuyện gì đó có ý nghĩa của đời sống, và như một cách hối lỗi với bà mẹ đã quá cố. Thì thưa quý vị, đọc lại câu chuyện của anh Peter trong quyển sách, cuốn sách đó anh viết với cái tựa đề là
một cái tiếng nói của vô thanh, thì thưa quý vị, chúng ta mới có thể cảm nhận một điều rằng cuộc sống mà nói đến ý thức, nói đến cảm nhận, nói đến cái khả năng để mình nhìn xuyên thấu đó, thì chúng ta đừng bao giờ nghĩ rằng mình có cái trình độ học thức, mình có cái kiến văn đầy đủ và chúng ta có thể hiểu được chuyện đó một cách trọn vẹn. Mà đôi khi chúng ta phải trải nghiệm, chúng ta phải thực chứng. Có rất nhiều lần Đức Phật kể dùng những cái ví dụ như là cái muỗng ở trong nồi canh, nó không thể biết cái vị của nồi canh được. Ngài cũng dùng hình ảnh của một người, một đồng đi chăn bò cho chủ, nhưng mà ngày nào cũng đếm những con bò, nhưng đếm bò cho người khác, bởi vì bản thân của mình không phải là người thật sự làm chủ điều đó. Thì đời sống của chúng ta có rất nhiều thứ, nó chỉ thật sự có giá trị khi nào mà mình cảm nhận thật sự. Và có lẽ nhiều người trong chúng ta cũng đi qua cái tâm trạng như anh Phật. Đôi lúc chúng ta đánh giá cái gì đó rất hời hợt. Không phải chúng ta không đủ học thức, không phải chúng ta không đủ cái tuổi để khôn, nhưng mà nó vì một cái gì đó mà khiến chúng ta không có khả năng để thẩm thấu, để có thể cảm nhận một cách trọn vẹn. Và cho đến khi mà chúng ta biết thì thường là rất là muộn. Ở trong câu tiếp theo, chúng ta thấy ở đây Ngài Ajahn Chah, Ngài đề cập đó là khi hành thiền, nếu có tư tưởng nào đến thì hãy nói rằng đó không phải là việc của ta. Đây là một cái thái độ rất là dứt khoát. Thái độ dứt khoát này nó đơn giản như là câu nói của ông Lâm Ngữ Đường khi ông viết quyển Sống Đẹp. Ông nói rằng trời đất thì có xuân hạ thu đông, có ngày có đêm, và con người thì có lúc suy nghĩ và có lúc hành động. Và lúc đã bắt tay hành động thì nên tự hiểu rằng mình đã suy nghĩ, thì không phải là lúc để chần chừ, để cân đo đong đếm, mà đó là lúc mà chúng ta phải dứt khoát để hành động. Khi một người hành thiền đó, thì cái thái độ dứt khoát rất là quan trọng. Chúng ta có quyền hoài nghi, chúng ta có quyền suy nghĩ, chúng ta có quyền đặt câu hỏi, nhưng mà không phải lúc mà chúng ta ngồi xuống. Khi chúng ta đối diện với vị thiền sư, khi mà chúng ta cần nêu lên một câu hỏi hay đặt một vấn đề, thì chúng ta có nhiều thì giờ đặt vấn đề. Khi mà chúng ta cần hành thiền, lúc chúng ta đang hành thiền, đơn giản là hành thiền thôi. Thái độ đó chúng ta gọi là việc nào ra việc đó. Cái thái độ mà luôn tuồn, không có cái ranh phận rõ ràng, là lúc đang làm rồi đắn đo, lúc đang làm rồi suy nghĩ đó. Và những ý tưởng đó nó khiến cho chúng ta bị hao tốn rất là nhiều cái năng lực ở trong người, mà nhiều khi chúng ta không thấy. Một con người dứt khoát không có nghĩa là một con người nông nổi hay mù quáng, nhưng mà suy nghĩ thì cứ suy nghĩ, nhưng mà sau khi đã suy nghĩ rồi thì dứt khoát bắt tay hành động. Và trong câu này thì Ngài nói rằng những lúc đó chúng ta phải có một thái độ rất rõ ràng, đó không phải là mà mình nên làm. Thưa quý vị, khi mà chúng tôi còn nhỏ đó, chúng tôi ở với Ngài Hòa Thượng Tịnh Sự, và chúng tôi có một người ông ngoại là thân sinh của sư trưởng đó. Thì ông ngoại chúng tôi trong đời là một nhà nho và rất là kính trọng Hòa Thượng Tịnh Sự. Và khi mà ông ngoại lên gặp Ngài Tịnh Sự đó, thì hai vị thường có những lúc ngồi lại để mà đàm đạo với nhau. Thì thỉnh thoảng chúng tôi nghe hai vị họ kể những câu chuyện mà mình cảm thấy rất là thú vị. Ở trong câu chuyện mà ông ngoại chúng tôi kể ra thì có câu chuyện là một người đi ở rễ. Và trước khi đi ở rễ thì cha mẹ có dặn rằng qua bên đó nhớ lấy lòng ông nhạc. Và khi vị này đến nhà ông nhạc thì một cách mà anh này nghĩ là tốt nhất đó, đó là khi ông nhạc làm cái gì anh cũng hăng hái đứng ra
để trình nguyện làm việc đó. Chẳng nghĩ đó là cái thượng sách để lấy lòng ông Nhạc. Thì hôm đó ông Nhạc dẫn anh đi vào trong rừng để đốn cây. Thì khi ông Nhạc ngắm thấy một cây rất thẳng và muốn đốn, thì anh chạy lại, anh nói rằng tía tía để con. Và cho ông Nhạc giao lại cho ông, Nhạc phụ mới giao lại cho anh cái cây đó, đi qua cây khác. Và khi chuẩn bị để đốn cây khác thì cũng nói tía tía để con. Và như vậy mà từ sáng tới trưa anh dành rất nhiều cây nhưng mà không cây nào anh đốn được hết. Dạ, không có cây nào đốn. Tại cây nào anh cũng muốn dành hết. Thì một cái người hành thiền đó được cũng tương tự là nếu mà việc gì mà chúng ta cũng lo, và chúng ta lo một cách rất là chúng ta gọi lo một cách bao đồng, việc gì cũng quan trọng, thì chúng ta không làm việc gì hết. Thật ra một cái thái độ dứt khoát, có lúc mình phải nói thẳng chính mình, ở trong lúc này và bây giờ, ở đây và bây giờ, thì cái việc đó không phải là việc mình lo tới. Dạ. Con người chúng ta hay có cái chuyện là ngồi ở đây mà lo chuyện ở chỗ kia, và không tập trung ở tại đây. Thật ra thấy có vẻ tốt nhưng nó không tốt gì hết. Dạ. Một cái người mà tốt là vào lớp học đó, thì tập trung vào những gì ông thầy giảng. Mà khi trên đường xa lộ tập trung vào việc lái xe, đi về nhà nấu bếp đó, thì coi chừng củi lửa. Chứ không phải lúc ở nhà coi chừng củi lửa là nhớ tới bài học, hay là trong lúc mà đi học là nhớ chuyện lái xe, hay trong lúc lái xe thì nhớ chuyện ở trong bếp. Chúng ta nhớ như vậy thật ra nó không có lợi lạc gì. Dạ. Do đó khi mà chúng ta hành thiền, chúng ta phải có một thái độ như Ngài Cha Cha nói rằng cái việc đó dứt khoát không phải là việc của mình, và làm gì làm đi nữa, thì chúng ta có một định nghĩa rất rõ ràng là việc của mình ở đây và bây giờ chỉ là tập trung vào hơi thở, hay là quan sát thân thọ tâm pháp, đơn giản như vậy. Ở trong câu số 11, thưa quý vị, Ngài nói rằng khi cảm thấy làm biếng ta phải hành thiền, không phải chỉ những lúc cảm thấy đầy năng lực hay thoải mái hành thiền. Đó chỉ là thực hành theo lời Phật dạy. Chúng ta chỉ hành thiền khi cảm thấy thoải mái, nhưng phải đi đâu để tìm sự thoải mái? Muốn cắt đứt tham ái mà bạn thực hành theo tham ái, tại sao vậy? Câu này là một câu rất là thú vị mà tất cả chúng ta phải nhớ. Chúng ta thường đưa ra những điều kiện để mình tu, và những điều kiện này đôi khi rất là phi lý, mà mình nghĩ có lý chứ. Nếu mà hành thiền thì mình phải tinh tấn mà hành thiền, mà lúc làm biếng không hành thiền. Thật ra lúc làm biếng mình nên hành thiền, không hành thiền để hết làm biếng. Và những lúc mà chờ lúc đầy năng lực với hành thiền thì thật ra chúng ta chưa làm theo lời Đức Phật. Khi cái người hành thiền gần như là lúc nào cũng hành thiền được, lúc uể oải hay là hăng hái, lúc lười hay tinh tấn, lúc phiền não hay không phiền não, lúc nào cũng hành thiền hết. Một cái người hành thiền mà nghĩ rằng chỉ khi nào mà mình thật là phấn chấn, mình phải ngồi ở trước cái bàn Phật rất là trang nghiêm, ở trên một cái tọa cụ rất là tươm tất để hành thiền được, thật ra những thứ đó nó chẳng có lợi ích gì cho chúng ta khi chúng ta hành thiền hết. Mà nó chỉ đơn giản là bắt tay và hành thiền đi. Còn cái chuyện điều kiện này, điều kiện kia là tự mình viện lý do thôi. Ngài Cha Cha cũng nói thêm rằng mình chỉ muốn hành thiền khi mình thoải mái. Nếu mình ngồi xuống, mình cảm thấy trang nghiêm, mình cảm thấy có pháp hỷ, mình cảm thấy có tiến bộ, cảm thấy định tâm tốt, mình mới hành thiền, gọi là thoải mái. Nhưng mà Ngài đặt câu hỏi là đi đâu thì mới sự thoải mái? Nhưng mà đi đâu thì mới sự thoải mái? Chứ chưa bao giờ nghe ai nói mới hành thiền mà thoải mái hết. Muốn cắt đứt tham ái mà bạn phải thực hành theo tham ái, vì sao? Điều này có nghĩa là nếu mình muốn đoạn tận tham ái thì tại sao phải chịu theo tham ái? Những cái điều kiện gọi là phải thoải mái, phải hưng phấn, phải bằng đó là nó là sự đòi hỏi của tham ái. Và do vậy, thưa quý vị quan hệ chờ chúng tôi một chút nha. Không biết là quý Phật tử còn nghe được không? Dạ, quý vị có còn nghe được không? Dạ. Thưa quý vị, ở đây nó cũng là một thái độ của một người làm việc.
chúng ta thường hay đưa ra những điều kiện. Và những điều kiện để làm gì? Để tự làm khó mình. Đưa điều kiện để làm gì? Để mình không làm. Đơn giản như vậy. Muốn làm thì hãy bắt tay ngay lập tức, bắt tay hành động, bắt tay tu tập. Hành thiền cứ hành thiền thôi, đừng có đặt ra cái yêu cầu là mình phải thoải mái, mình phải trang nghiêm, mình phải định tâm, mình phải có nhiều năng lực. Lúc mình phiền não không muốn tu, lúc mình uể oải không muốn tu, lúc mình không có thoải mái không muốn tu, thì buông đời chúng ta không tu được. Tại vì chúng ta tự làm khó mình. Ở trong câu số 12, Ngài nói rằng phải luôn luôn quan sát chính mình khi bất cứ việc gì. Chỉ đọc sách thôi thì không khởi sinh được gì cả. Dạ, ngày ngày trôi qua, nhưng chúng ta chẳng thấy được chính mình. Người biết hành thiền là người thực sự nỗ lực hành thiền để biết. Dạ. Cái câu cuối cùng rất quan trọng. Nhưng mà cái câu trên nó lại làm cái cơ sở cho những câu tiếp theo. Phải luôn luôn quan sát chính mình trong khi làm bất cứ việc gì. Chỉ đọc sách thôi thì không khởi sinh được gì cả. Dạ. Chúng ta thường có cái bệnh là mình nghĩ mình cầm quyển sách hay lên mình đọc, mình có thể nhớ và nhớ chuyện Đông Tây Kim Cổ là mình giỏi. Nhưng mà kỳ thật ra cái quan trọng của sự hành thiền là khả năng nhìn lại bản thân của mình, nhìn lại thân tâm của mình. Lúc đó, ở trong thời gian đó, chúng ta cảm thấy thế nào, cảm thọ thế nào, thân tâm của chúng ta thế nào. Cái đó là cái quan trọng. Thật ra thưa quý vị, một cái đặc điểm của con người đó, nó khác với con vật đó, là con người biết nhìn lại chính mình. Chúng ta nhìn thấy những con vật, ví dụ như con chó, nó chạy theo con mèo mồi, nó chỉ biết chạy theo con mồi thôi, nó không biết cái thân phận của chính nó. Và ở trong rất là nhiều trường hợp đó, chúng ta được biết là loài vật đó, thì nó sống nó chỉ hướng ngoại. Chúng tôi nhớ cũng có một lần Ngài sinh ra, Ngài dạy trong một bài pháp khác mà chúng tôi được nghe đó. Ngài nói về con heo và con gà đó. Khi người ta quăng thóc ra cho gà ăn hay là cho con heo ăn thì nó cảm thấy rất là sung sướng, rất là sung sướng để nó ăn. Nhưng mà nó không biết rằng nó ăn như vậy để cho nó mọc, nó mau lớn và để người ta làm thịt. Mình cứ tưởng tượng đi, người ta cho mình ăn để mình mọc rồi người ta làm thịt mình, thì cái đó có sung sướng không? Thật ra không có gì sung sướng hết. Nhưng mà con gà và con heo nó không biết được thân phận của nó. Thì đời sống của chúng ta là con người, nó khác với con vật là chúng ta biết tự phản định. Chúng ta khác với con vật là chúng ta có ý thức. Chúng ta khác với con vật là chúng ta biết nhìn lại với chính mình. Và do vậy, thưa quý vị, cái khả năng nhìn lại chính mình đó là một cái khả năng rất ư là kỳ diệu của cuộc sống. Đừng nghĩ rằng sách vở đó cho chúng ta nhìn lại chính mình đâu. Chúng ta phải nhìn bằng cái gì thật sự. Ai có khả năng nhìn vào thở ra vào, ai có khả năng nhìn vào từng bước đi của mình, ai có khả năng lắng nghe những cảm thọ trong thân của mình, trong tâm của mình, ai có khả năng nhận ra rằng tâm mình đang phiền não, tâm mình đang thế này thế khác, thì thưa quý vị, người đó là người biết nhìn lại chính mình. Và ai mà biết nhìn lại chính mình đó, thì thưa quý vị, đó là họ đang sống với một cái cung cách rất là con người. Tại con người là một chúng sanh biết nhìn lại chính mình để tự cải thiện. Nên chi cái người mà sống hướng ngoại đó, thường họ sanh vào loài bàn sanh. Và bàn sanh tức là những loài thú vật. Và chúng sanh mà biết nhìn lại chính mình đó, thì đó là một cái phước để chúng ta sanh là con người. Ở trong câu số 13 có nhiều cách hành thiền, nhưng tất cả đều trở về ở chỗ hãy để mọi sự tự nhiên, thoát ra ngoài chiến trường, đặt chân đến nơi an lành mát mẻ. Tại sao không thử xem, bạn có dám không? Câu nói này thật ra là một câu nói khó hiểu với người không hành thiền. Nhưng mà một người mà đã hành thiền quán, hành thiền tiếp nhập xứ đó, thì cái thái độ của chúng ta không phải là
mình làm ra, mình tạo ra cái dáng vẻ như thế này, hay là mình tạo ra cái cách thế thế kia, mà mình hãy để thân và tâm của chúng ta nó diễn ra một cách tự nhiên. Công việc của một người tu tập chánh niệm là quan sát, quan sát và quan sát, chứ không phải là công việc của chánh niệm là nhồi nặng, là muốn cho mình phải ngồi kiểu này, mình phải đi kiểu kia, mình làm kiểu nọ. Mà vấn đề chính là chúng ta phải thực sự có khả năng để quan sát chính mình. Thật ra thì chúng ta rất sợ điều này. Nó tương tự như mỗi lần mà mình có khách đến, và những người khách rất khách quan trọng đó, thì mình muốn là tạo nên một cái không khí trong nhà là phải sạch sẽ, gọn gàng đâu ra đó. Và đời sống của chúng ta luôn luôn là tìm cách để chen vào, để chi phối và để nhồi nặng là mình phải thế này, mình phải thế kia. Nhưng một cái trọng điểm của sự tu tập chánh niệm đó là nhìn sự vật một cách tự nhiên, tức là mình không có trao chuốt đó, mình không có nhồi nặng đó, mà thay vào trong đó là chúng ta có thể ghi nhận, có thể hướng sự chú ý, thở vô biết thở vô, thở ra biết khởi ra, cái gì sanh biết cái đó sanh, tham đang sanh khởi, tham đang diệt tận, sân đang sanh khởi, sân đang lắng dịu. Mỗi cái cảm thọ, mỗi một cái trạng thái được ghi nhận, được nhận biết như vậy đó, thì một cái người hành thiền dần dà chúng ta đặt mình vào trong cái thế là ghi nhận mọi sự một cách tự nhiên mà không có nhồi nặng, và đồng thời không bị những điều đó chi phối chúng ta. Nó như vậy là như vậy. Chúng tôi lấy một cái ví dụ là một người mà chưa có kinh nghiệm ở gần những đứa nhỏ đó, thì khi thấy đứa nhỏ đó thì mình muốn là nó nên thế này, nó nên thế kia, hay hoặc là mình buồn theo nó. Nhưng một khi mà mới bị quen thuộc với đứa nhỏ rồi thì nó khóc cũng là một chuyện tự nhiên, nó quậy cũng là chuyện tự nhiên, nó cũng tự nhiên. Công việc của chúng ta là chúng ta nên để ý và quan sát nó mà thôi, chứ không nên vui buồn theo những cái cách thế khác nhau của đứa trẻ. Bởi vì nó vốn như vậy thì nó là như vậy. Và thưa quý vị, sau cùng là trong câu số 14, Ngài nói rằng chỉ nghĩ đến hành thiền mà không hành chẳng khác nào thả mồi bắt bóng, bỏ cái thực để lấy cái mơ hồ giả tạo. Ở đây nghĩ đến hành thiền tức là chúng ta quanh năm suốt tháng mơ ước cái chuyện hành thiền, như là mơ về một cõi bình yên, một ngày nào đó mình sẽ tu thiền, một ngày nào đó mình sẽ đến một cái trung tâm thiền định, một đến một cái thiền viện, vân vân và vân vân. Mình nghĩ đến chuyện đó, nhưng mà mình chỉ ngồi mơ màng thôi. Dạ. Chúng tôi đọc rất là nhiều người đó có một cái ước mơ. Ước mơ là ngày nào đó khi mà con cái lớn lên rảnh rỗi rồi thì mình sẽ có một cái tỉnh thức thanh tịnh, và tỉnh thức bên tịnh đó mình có thể tu tịnh tâm, có thể làm thế này thế khác. Nhưng mà rồi tới khi mà người đó có cái điều kiện là con cái ra trường hết, họ về hưu, họ cất được tỉnh thức rồi, thì thưa quý vị, họ làm gì? Họ lại muốn biến nó thành cái chùa. Và các vị đến hỏi chúng tôi là nên sinh hoạt như thế nào, thì chúng thấy rất là tội nghiệp. Tại sao mà mình từ đời sống bận rộn mình mới ước có đời sống được yên tĩnh, rồi bây giờ từ sống yên tĩnh thì mình lại muốn bận rộn? Đó đúng là cái vòng lẫn quẩn. Thì Ngài Ajahn Chah đây, Ngài nói rằng chúng ta chỉ nghĩ đến hành thiền mà chúng ta không hành thiền thì rõ ràng là chúng ta đang sống ở trong mơ, thả mồi bạc bóng. Và đó là một cái sự kiện rất là thường xảy ra đối với nhiều người. Thì thưa quý vị, trong 7 câu nói mà chúng ta lắng nghe hôm nay về Ngài Ajahn Chah đó, thì tự trung nói đến cái thái độ của chúng ta đối với việc hành thiền. Và đôi khi chúng ta cần đặt lại vấn đề rằng những cái thái độ đó có hợp tình hợp lý hay không, và chính bản thân của chúng ta có nhìn thấy những cái thái độ
nó có giúp chúng ta đi tới hay là nó chỉ cho chúng ta cái ảo giác mà thôi. Và mỗi người chúng ta đó lại là một người tự phải biết và phải chịu trách nhiệm về chính mình. Không ai làm việc cho mình hết. Khi mà chúng tôi đi hành thiền với Ngài Shilananda ở tại miền Bắc California ngày xưa đó, Ngài có một chùa ở Delhi City và thỉnh thoảng Ngài có mở một vài khóa thiền ở trong một số các trung tâm đó, thì thưa vị, có một lần chúng tôi đến hành thiền với Ngài và hành trình xong thì mọi người đi về, còn chúng tôi thì thưa vì chúng tôi ở lại với Ngài 2 ngày. Nó cũng là có một vài chuyện riêng, chuyện riêng ở lại 2 ngày. Thì trong 2 ngày đó thì chúng tôi nhớ rằng ngày đầu tiên thì Ngài bận không có nói chuyện nhiều, nhưng mà ngày thứ hai thì Ngài có bỏ ít thì giờ rảnh rỗi để mà Ngài nói chuyện với chúng tôi. Thì Ngài có nhắc chúng tôi một điều rằng thường thường những người đi hành thiền, cái khó không phải là sự hành thiền, mà cái khó đó là cái thái độ, cái cách suy nghĩ. Cách suy nghĩ này nó khiến làm nên những cái rào cản, nên những ngăn ngại. Và cái người mà có cái duyên lành nhiều hay lành ít là ở chỗ là có người bắt tay để thực tập liền, còn có những người tự làm khó mình, làm khó mình với trong chuyện. Và đa số những cái làm khó mình đã là do chính mình hết, không do ai hết. Bởi vì với nhiều vị đó, thiền sư đó, thì cái nhìn là một cái kẻ thù lớn nhất của chúng ta chính là bản thân của chúng ta. Một cái người cản trở sự tu tập nhiều nhất của chúng ta cũng chính là chúng ta. Mình hay đổ thừa là do người này, do người kia, do người nọ, do vợ, do chồng, do bạn bè, do thầy tổ. Nhưng mà thật ra cái người mà khiến cho mình không tu được chính là bản thân của mình. Cái này cũng khó tin lắm, nhưng mà kỳ thật nó là bản thân của mình. Mình hãy tự đặt ra điều kiện. Và những điều kiện này đó, nó mới nghe nói thì rất là phi lý. Tại sao đâu có ai muốn làm khó mình đâu. Nhưng mà tại vì chúng ta cứ tìm cách để mình nại lý do này, nại lý do kia. Thì thứ gì, ở trong trường hợp này, chúng ta nên hiểu rằng điều đó là điều mà chúng ta cần phải tự mình tháo gỡ, và rất là khó để cho người khác có thể thuyết phục chính mình. Và rất là nhiều khác thuyết phục chính mình. Nên khi mà chúng ta đọc lại những câu này thì đó là cả một cái kinh nghiệm rất là lớn. Ajahn Chah Sharo là người viết về cái tiểu sử của Ajahn Chah đó. Ajahn Chah Sharo có ghi lại rất là nhiều cái giai đoạn mà khi mà Ngài còn là một vị sa di, rồi là một vị tỳ kheo lớn lên trong một ngôi chùa làng. Và trong 6 năm đầu mà Ngài đi đó đây đó, thì 6 năm đó về sau này Ngài nói rằng những bài học lớn cho Ngài biết lúc đó là Ngài thấy được rằng chính mình đăng phí thì giờ của tuổi trẻ là bởi vì cái nhìn của mình hết, và tất cả chỉ cái nhìn. Nên chỉ những người học trò mà mới vào với Ngài đó, thì Ngài hay hướng dẫn làm sao để tháo gỡ những cái ngăn ngại mà do chính mình tạo nên. Thứ gì đó là vài điều mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý Phật tử trong pháp thoại ngày hôm nay. Chúng tôi muốn dành một ít thời giờ sau cái bài, sau cái ý nghĩa của bài kinh Ratan Sutta hôm nay, để có một số cái thông tin liên quan đến đại dịch Corona. Bây giờ thì chúng tôi xin được nhờ Đại Đức Thầy Tri cũng như Sư Nguyên Thông và quý vị quan hệ chờ chúng tôi một chút xíu rồi hôm nay. Đại Đức Thầy Tri quan hệ đọc cho một biến kinh Ratan Sutta bằng bản, và hôm nay cũng thỉnh Sư Nguyên Thông đọc và bằng tiếng Phạn. Và không biết là có vị nào, Phật tử nào hôm nay phát tâm đọc cho chúng tôi bản kinh Tam Bảo bằng tiếng Việt được không? Nếu quý vị nào tình nguyện thì cho chúng tôi biết, để lát nữa chúng tôi được mời.
Dạ, dạ có sư Tuệ Tri, có sư Nguyên Thông. Ngoài ra có vị nào giúp đọc, quý vị nào có bài kinh cho báo đọc bằng tiếng Việt được không? Ồ, dạ có cô Từ Mẫn, dạ được. Bây giờ trước khi xin thỉnh đại đức Tuệ Tri Khoan Hỷ tụng cho phần kinh Ratana Sutta bằng tiếng Phạn, kính thỉnh đại đức Tuệ Tri. Con kính lễ ảnh lễ chư tôn đức tăng, kính chào cô Từ Mẫn, thân chào quý Phật tử, xin phép đọc bài kinh Ratana Sutta. Panithana tu patha yatatha gatas sadasaparamiyo dasaupaparamiyo dasaparamathaparamiyo bhañca maha pariccage ti so chariya pachima phavega phavakkantin cha ting apinikkamanang bathana chariyang bodhi banlan ke maravichayang sabbanyutanyana pative thang navaloko taradhamme tisabbe pime puttagune avacchi tvave saliyate subhakarantare sutiya parateng paritang karanto ajasma anandate ro viyakarunna cittang upatthabe tvako tisatasaha se suchakka vale sudekvata yasanang pati gan han ti yeng cha we sa li yam bu re ro ga ma no sa du phi ka sam phu tan ti vi thang pha yang khi pa man ta ra tha be si pa re tan tang pha na ma he ya ni tha pu ta ni sa ma ga ta ni pu ma ni wa ya ni wa an ta li khe sa pe wa pu ta su ma na pa wan tu a tho pi sa kaccha sunantu pasitang tasmahi puta nisame tasabbe metang karutamanusiya pachayari vacharato chaharanti ye paling tasmahi ne rakhata apmata yankinchi vitang itakvahurang vasakye suvayang ratanang panitang nano samangati tathagate nairam vibhute ratanang panitang etena satyena suvati hotu khayang viragang amatang panitang jada chaga sakya muni samahito natena thammena samat dikinchi dambi thamme ratanang panitang etena satyena suvati hotu jambhuta sayatho Pariwana Jisu Ching Samadhi Manan Dai Kanya Mahu Samadhi Nate Nasamo Navichati Dambi Thamme Ratanang Panitang Ete Nasatye Nasuvati Hotu Ye Pukkala Atasatang Basatha Chattari Etani Yugani Hontite Dakkinai Yasugata Sasavaka Etsudinani Mahapala Nidam visankhe ranang panitang hete na satye na suvati hotu yeso payuta manasaran he na nikami no gotamasasanam hite bati bata matang vigay halatha muthani puting puncha mana idam visankhe ratanang panitang hete na satye na suvati hotu yathing dakilo Pathawin sito siya chato pikwate pi asambakam piyo tathupamang Sapurisang wadamiyo ariyasachani awechata Chapasati idam visanghe ratanang banitang hete nasache nasuwati hotu ye ariyasacha Nivipawayanti rampi rapanye nasudesita nikincha bite hontu pusapamata Nate pavanga tamamadi yanti dambi sankhe ratanang panitang Ete nasatye nasuvati hotu saha vasadasana sambada Yatayasuthamma chahita pavanti sakka yaditivichikichitang
cha si la pa tang wa bi ya da ti kin chi cha tu ha pa ye hi cha wi pa mu to cha cha phi tha wi a pha pho ka to mi dam bi sang khe na ta nang pa ni tang e te na sa che na su wa ti mu tu kin cha pi so kam mang ka do ti ba pa kang ka ye na kwa cha ju da che ta sa wa a pha pho so ta sa pa ti cha da ya pa pa ta di sa pa da sa vu ta hi dam bi sang khe ra ta nang pa ni tang e te na sa che na su wa ti ho tu wa na pa gum be ya ta pu se ta ke im ha na ma se pa tha ma s ming gim he ta tu pa mang tham ma wa rang a de sa yi ni pa na ga ming pa ra mang hi ta he dam bi bu the ra ta nang pa ni tang ê tê na sa chê na su wa ti ho tu wa do wa rang nhu wa ra do wa ra ha do anu ta do tham ma wa rang a de su yi đam bi bu thê ra ta năng pa ni tăng ê tê na sa chê na su wa ti ho tu khi năng pu ra năng na quang na ti sam pa quang vi ra ta chi ta cha ti kê pa wa s ming tê khi na bi cha vi run hi chan da Nibbhan ti thi ra yatha yam padi bo idam pi sang khe nang pa ni tang e te na sa che na su kwa ti ho tu ya ni ta pu ta ni samma gata ni phum ma ni wa ya ni wan ta li khe ta tha ga tang de ku manu sa bu chi tang bu thang na ma sa ma su kwa ti ho tu ya ni ta pu ta ni samma gata ni phum ma ni wa ya ni wan ta li khe ta tha ga tang de ku manu sa bu chi tang hâm măng na ma sa ma su wa ti ho tu ya ni tha phu ta ni sa ma ga ta ni phum ma ni wa ya ni wa an ta li khe ta tha ga tang de vo ma nu sa phu chi tang sang khang na ma sa ma su wa ti ho tu. Dạ, con đã đọc xong bài kinh Ratana Sutta. Dạ, kính thỉnh sư Nguyên Thông tiếp tục với phần phản ngữ. Dạ, kính cung thỉnh sư Nguyên Thông. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con tu luyện sư phụ Nhất Đẳng đọc kinh bài kinh Châu Báu Ratana Sutta. Panita nato patha yatatha gata sadasa paramiyo dasa upaparamiyo dasa paramattha paramiyo pañcamaha pariccha geti so cariya pakyima pavega pavakang tin cha tin afinik kamanang patta na cariyang bodhi palan keima ravichayang sabban yutanyana pativetang navalo kutara thamme ti sabbe bime buddha gune ava chitwa vesa liya ti supakaram tare sutiya maratin parittang karanto ayasma anang dathero vijakarun yachitang upasapetwa Cô thị sa ta sa ha se chu cha ca va le su de va ta ya sa nang pa ti gang han ti yang cha ve sa li yang pu re ro ga ma nu sa du phi sam pu tang ti vi thang pha yang khi pa mang ta ra tha pe si pa ri tang tang pha na ma he ya ni da phu ta ni sam ma ga ta ni phu ma ni va ya ni va an ta li khe sa be va phu ta su ma na pha vang Tu a tho bi sa ka cha su nam tu pha si tăng ta sma hi phu ta ni sa me tha sa be me tăng ka ro tha ma nu si ya pa cha ya ni va cha ra to cha ha rang chi ye ba lin ta sma hi nay rang kha tha ap ba ma ta yang kiên chi vi tăng i tha va hu rang va sa ge su va yang ra ta nang pa ni tăng na no sa mang a ti ta tha ga te Na idam bi bua thê ra ta năng pa ni tăng e tê na sắc chê na su va thi hô tu kha yang vi ra gang a ma tăng pa ni tăng Ya da cha ga sắc ya mu ni sa ma hi tô na tê na thâm mê na sa ma thi kiên chi idam bi thâm mê ra ta năng pa ni tăng e tê sắc chê na su va thi hô tu yang bua ta sê tô pa ri vam na di su chin sa ma di ma am nam ta ri can ya ma Hu sa ma thi tay na ni sa mô na vi chiệt đam bi thâm
Mê ra ta năng pa ni tăng ê tê na sạc chê na su va thi hô tu dê buộc gà la át tha sát tăng pa sát ta chạc ta thì ê ta ni nhu gà ni hôn chị tê đa kỳ nệ gia. Su gà ta sa sa va ca ê tê su đi na ni ma hâm pha la ni y đâm bi sẵn khê ra ta năng pa ni tăng. Ê tê na sạc chê na su va thi hô tu dê sụp và dựa ta ma na sa đàn hê na ni ca mi nô gô tu ma sa sa nam ni tê pa ti pa ta. Ama tăng vi gê hà la đa mu đa ni bù tiên phùng cha ma na y đàm bi sẵn khê ra ta năng pa ni tăng. Ê tê na sạc chê na su va thi hô tu dê sinh đa khi lô pa ta viên si tô si gia. Chát tu phi va te phi a sam pa cam pi yo ta thu pa mang su pu ri sang va da bi yo a ri cha sắc cha ni a ve cha pa sa ti i đam bi sang khe ra ta năng pa ni tăng hệ tây na sắc che na su va thi hô tu ye a ri cha sắc cha ni vi pha va văn thi gam phi ra pa nhê na su đề si ta ni kinh cha bi te hôn thi phu sắp ba mát ta. Na te pha văn a tha ma ma di văn ti y đam bi sẵn khê ra ta năng pa ni tăng. Ê te na sắc chê na su va thi hô tu sa ha va sa đa sa na sam pa đa ya ta ya su tham ma cha hi ta pha văn thì sắc ta ya điếc thì biết di kiến chi tăng. Cha si la pa tăng va bi ya đa thì kiến chi cha tu ha ma ye hi cha viết ba mu tô cha cha phi tham na ni a pha ca tum y đam bi sẵn khê. Ra ta năng pa ni tăng ê tê na sắc chê na su va thi hô tu kiến cha bi so cam măng ca rô ti pa pa căng ca dê na va cha dù đa chê ta sa va a pha bô so ta. Sa pa ti cha đa dạ pha ba ta đi ti pa đa sa vô ta y đam bi sang khê. Ra ta năng pa ni tăng ê tê na sắc chê na su va thi hô. Du va na ba gum be ya tha phu si tak ge gim ha na ma se pa tha ma smin gin he ta thu pa mang tham ma va rang a de sa di ni ba na ga min pa ra mang thi ta ye i dam bi bu the ra ta nang pa ni tam e te na sak che na su va thi ho tu va ro va ra nyu va ra do va ra ha ro anu ta ro tham ma va rang a de sa di i dam bi bùa thề ta năng pa ni tăng ê tê na sắc chê na su va thi hô thì khi năng pu ra năng na vang na thì sam pha văn vi ra ta chi ta và tí kê pha va smin tê khi na pi cha a vi run hi chẳng đa ni băng thiền thi ra và tha văn pa ni bô y đàm bi sẵn khê ra ta năng pa ni tăng ê tê na sắc chê na su va thi hô tu gia ni tha phụ ta ni sam ma ga ta ni phụ ma ni va gia ni va âm ta li kê ta tha ga tam đề và manu sa bu chi tăng bu đa hăng na ma sa ma su va thi hô tu gia ni tha phụ ta ni sam ma ga ta ni phụ ma ni va gia ni va âm ta li kê ta tha ga tam đề và manu sa bu chi tăng đa hăng mang na ma sa ma su va thi hô tu gia ni tha phụ ta ni sam ma ga ta ni phụ ma ni va gia ni va âm ta li kê ta tha ga tam đề và manu sa bu chi tăng sang ga hăng na ma sa ma su va thi hô tu. Như Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con vừa đọc xong bài kinh Ratana Sutta. Vậy con xin trao mai lại cho người kế để chân thành tri ân chư vị đã lắng tai nghe. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, xin mọi người kế. Dạ Nam Mô Bụt Thầy Gia, con từ mẫn, con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân đức Phật, ân đức giáo pháp, ân đức tăng. Và con kính đảnh lễ quý sư, quý ngài quý sư và quý đạo tràng, con sẽ đọc bài kinh Châu Báo Lời Diệt. Con sẽ tắt cái này. Dạ. Nam mô Bổn Thầy Giảng.
Dạ, xin làng gia quỳ quan hỷ cho em bài học, cho em bài kinh ạ. Em không có bài được gì cái xin ạ. Dạ, xà thủ xin ạ. Tôn giả Ananda với từ tâm vô lượng trì tụng kinh châu báu suốt trọn cả đêm này. Ba dòng thành Vesali niệm tất cả ân đức của Như Lai Đại Lực là 10 ba la mật, 10 thượng ba la mật, 10 thắng ba la mật, 5 pháp đại thí xã, 3 hạnh nguyện đồ sanh. Trong kiếp chót giáng trà xuất gia tầm giải thoát, khổ hạnh nghiệm đạo màu, chiến thắng đại ma quân, đạt nhất thiết chủng trí, chính vị muôn triệu thế giới đều vui mừng lãnh hội. Kinh châu báu uy lực tiêu trừ mọi tai ương, đói khát và bệnh tật cùng phi nhân quấy nhiễu. Trong thành Vesali, thảy đều được tan biến, chúng đệ tử nhất tâm trì tụng kinh châu báu. Chúng thiên nhân các cõi, dù thiên tiên địa tiên đã vân tập nơi đây, mong khởi lòng hoan hỷ, thành kính nghe lời này rồi với tâm bi mẫn, năng hộ trì nhân loại vốn đêm ngày hồi hướng, phước lành đến chư thiên. Những vật quý trong đời, chỗ này hay nơi khác, cả châu báu cõi trời không gì sánh bằng được với Như Lai thiện thề. Do vậy chính Đức Phật là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tụ thành muôn hạnh phúc. Pháp bất tử tối thượng, ly dục diệt phiền não, Phật Thích Ca Mâu Ni chứng pháp ấy trong thiền, không gì sánh bằng được pháp thiền vi diệu ấy. Do vậy chính chánh pháp là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tụ thành muôn hạnh phúc. Con đường thanh lọc tâm là tu tập thiền định, chứng hiện tại lạc trú, Đức Phật hằng ngợi khen, không gì so sánh được. Do vậy chính chánh pháp là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tụ thành muôn hạnh phúc. Thánh tám vị bốn đôi là những vật ứng cúng, đệ tử đấng thiện thề được trí giả tán thán, cúng dường đến các ngài hưởng vô lượng công đức. Do vậy chính tăng chúng là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tụ thành muôn hạnh phúc. Bậc tu hành thiểu dục với ý chí kiên trì, khéo chân chánh phụng hành lời dạy đức điều ngự, chứng đạt quả giải thoát, thể nhập đạo bất tử, lạc trú quả tịch tịnh. Do vậy chính tăng chúng là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tụ thành muôn hạnh phúc. Ví như cột trụ đá kéo chôn chặt xuống đất, dầu bốn hướng cuồng phong cũng không thể lay động. Ta nói chân nhân liễu ngộ tứ thánh đế cũng tự tại bất động trước tám pháp thế gian. Do vậy chính tăng chúng là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tụ thành muôn hạnh phúc. Bậc thánh Tu Đà Hoàn chứng tri lý thánh đế, được đức Gotama khéo thuyết giảng tường tận, các ngài dù phóng dật thì cũng không bao giờ tái sanh kiếp thứ tám. Do vậy chính tăng chúng là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tụ thành muôn hạnh phúc. Nhờ chứng đạt chánh trí, đoạn trừ ba kiết sử, thân kiến và hoài nghi, luôn cả giới cấm thủ, thoát khỏi bốn đọa xứ, bậc nhập lưu không tạo, sáu bất thiện trọng nghiệp. Do vậy chính tăng chúng là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tụ thành muôn hạnh phúc. Bậc thánh Tu Đà Hoàn dù tâm phạm lỗi, dù vô tâm phạm lỗi, bằng thân lời hai ý cũng không hề che giấu, được xứng danh hiền thánh. Do vậy chính tăng chúng là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tụ thành muôn hạnh phúc.
Đức Thế Tôn thuyết giảng pháp đưa đến niết bàn, tịch lạc và thù thẳng, lợi ích chúng hữu tình ví như mưa đầu hạ khiến ngàn cây đâm chồi. Do vậy chính Đức Phật là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tụ thành muôn hạnh phúc. Đức Phật vô thượng liệu thông pháp vô thượng, ban bố pháp vô thượng, chuyển đạt pháp vô thượng, tuyên thuyết pháp vô thượng. Do vậy chính Đức Phật là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tụ thành muôn phúc. Nhân quá khứ đã đoạn, mầm tương lai không gieo, với tâm không ái chấp, trong sanh hữu đời sau, bởi tham muốn đã đoạn. Các chủng tử không còn, ví như ngọn đèn tắt, bậc trí chứng niết bàn. Do vậy chứng đức tăng là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tụ thành muôn hạnh phúc. Chúng thiên nhân các cõi, dù thiên tiên địa tiên, đạo vân tập nơi đây, hãy chí thành đảnh lễ. Đức Phật bậc Như Lai được chư thiên nhân loại đảnh lễ và cúng dường, mong với chân ngôn này tụ thành muôn hạnh phúc. Chúng thiên nhân các cõi, vù thiên tiên địa tiên, đạo vân tập nơi đây, hãy chí thành đảnh lễ. Chánh pháp đạo như chân được chư thiên nhân loại đảnh lễ và cúng dường, mong với chân ngôn này tụ thành muôn hạnh phúc. Chúng thiên nhân các cõi, dù thiên tiên địa tiên, đạo vân tập nơi đây, hãy chí thành đảnh lễ. Tăng chúng bậc Như Đức được chư thiên nhân loại đảnh lễ và cúng dường, mong với chân ngôn này tụ thành muôn hạnh phúc. Dạ Nam Mô Bụt Thầy Dạ. Dạ con, từ mẫn con đã đọc xong bài kinh Châu Báu là dịp. Dạ con thành kính và tri ân quý sư đạo trang. Dạ kính cảm ơn rất nhiều Xích Lan Gia Nguyệt đã post bài. Dạ con kính cung thỉnh ngài thượng tọa giác đẳng trả lại đạo tràng ạ. Nam Mô Bụt Thầy Dạ. Con xin xuống mình. Sao thuộc cái chân để được sự trì siêu nguyên thông và cô Từ Mẫn. Có điều chắc quý Phật tử là bài kinh này chúng ta thường đọc. Do đó nếu mà quý vị có thể, quý vị xin check trong email. Có bài kinh chúng ta để sẵn hơn là đôi khi chúng ta đọc mà chờ đợi người ta phải post bài. Tại vì khi chờ đợi post bài có đôi khi quý vị không có đọc liên tục được. Hôm nay thì đọc rất là tốt, nhưng mà chúng tôi vẫn thường nghe quý vị yêu cầu là post bài lên mới có bài mà đọc. Thực ra thì nếu chúng ta có trong sẵn trong máy hay là in ra thì chúng tôi rất là tốt hơn. Thưa quý vị, hôm nay sau khi mà quý vị đọc xong bài Kinh Ratanasutta thì chúng tôi muốn trả lời một câu hỏi mà nhiều vị có hỏi chúng tôi là cái gì là cái giá trị, cái hiệu năng thực sự của những bài kinh tụng này. Để trả lời câu hỏi này, chúng tôi muốn kể quý vị nghe một câu chuyện của người Trung Hoa. Nhưng mà câu chuyện này nó cũng có một cái, nó có một cái gốc mà chúng ta gọi là có thích dịch ra tuồng. Đó là vị nào mà đọc kinh sách của Trung Hoa, họ có câu chuyện về Bàn Đặc. Ông Bàn Đặc. Và ở Việt Nam chúng ta thường có câu là Dốt Đặc Cán Mai. Đôi khi chúng ta nói giúp đặt, mình không biết chữ đặt là cái gì. Thực ra giúp đặt từ câu chuyện ông Đặt mà ra. Và câu chuyện ông Bàn Đặt nó lại đến từ câu chuyện tên của một cái nhân vật mà trong kinh Pali gọi là Panthaka, tức là Pandak. Pandak trong chữ Miên, tiếng Thái Pandak, chúng ta gọi là ông Bàn Đặt. Đôi khi tôi gọi giúp đặt. Thì câu chuyện về ông Bàn Đặt là một câu chuyện nói về một người đi tu nhưng mà rất là tối dạ. Và vào chùa thì cố gắng để học với bạn bè, nhưng mà vì quá tối dạ nên học hoài không có thuộc. Thì có lúc lại nản lòng không muốn tu nữa. Thì có một cái vị trưởng lão ở trong chùa thấy đây là một người có lòng, nhưng mà tại vì tối dạ nên vị này kêu lên. Và vị này dạy cho một câu kệ. Câu kệ thì rất là đơn giản là
Trong nông chúng am thiền, ngày ngày xin quét lá, dẫu rằng không khách đến cũng có thánh nhân qua. Quý vị kinh điển nhiều thì vị này không học được, không có nhớ được. Nhưng mà một bài kệ có 4 câu thì vị này lại nhớ. Dạ, lại nhớ. Và khi mà vị này nhớ bài kệ này thì ở trong đó có 2 cái câu là dẫu rằng không khách đến cũng có thánh nhân qua đó. Thì vị này có một ngày hiểu được là khi mà mình tụng kinh, khi mình quét dọn chùa đó, dạ, ngày ngày xuyên quét lá, quét chùa mặc dù phải quét để cho khách đến, người ta thưởng thức khen là khen mình là chùa sạch hay chùa đẹp, mà vấn đề là mình quét của chùa để cho ở chùa được trang nghiêm, và sự trang nghiêm đó thì mình phát khởi cái triển tâm của chính mình, dẫu rằng không khách đến cũng có thánh nhân qua. Và khi mà từ khi mà ông Bằng Đạt ông hiểu được cái ý, cái đạo lý của câu nói này đó, thì ông không còn tối dạ nữa, mà ông trên đây rất là sáng suốt. Thì thưa quý vị, câu nói cũng giống như tất cả chúng ta vậy. Tất cả chúng ta đôi khi mình làm việc gì đó, mình tụng kinh hay là làm việc gì mình nghĩ là nó phải có công đức, hay là nó phải có cái hiệu năng, nó phải có sự linh nghiệm thì chúng ta mới làm. Nhưng mà chúng ta quên rằng ở trong cái việc làm đó, từ cái tâm thành của chúng ta đó, nó đã có những cái giá trị, và những giá trị rất ư là lợi lạc ở cho mình. Bởi vì có câu thơ của Triệu Tông Ảnh mà chúng ta nghĩ rằng rất là dễ thương, đó là thôi giác cuộc đời cho tôi kỉnh lại, thôi nha anh em bằng hữu chút tri lòng, vẫn chung sớm tôi thấy mình thức dậy, gắn tu hoài dẫu thiên địa vô công. Cái câu mà gắn tu hoài dẫu thiên địa vô công là đôi khi mình nghĩ rằng mình làm chuyện đó cũng chẳng có ai khen, cũng chẳng được gì, nhưng mình vẫn tiếp tục làm, và tiếp tục làm kéo dài từ ngày này qua ngày khác thì nó cũng có những cái lợi lạc. Mà thật ra người nào mà ở trong đời sống tu tập mà nghĩ đến cái chuyện mà được mất hơn thua, gọi là có cái vị lợi đó, thì thật ra khó tu lắm thưa quý vị. Nhiều khi mình đi tu cũng phải là mình không có cần chờ đợi người khác họ khen, hay là có trường hợp gì đó như là mỗi ngày không khách đến cũng có thánh nhân qua, hay là câu trong câu nói là gắn tu hoài dẫu thiên địa vô công vậy. Thì khi một người mà cảm nhận được điều đó thì trong lòng thấy rất yên tĩnh thanh thản, và chúng ta có thể tụng đọc bài kinh này hàng ngày. Và bây giờ thì thứ gì chúng tôi xin được bước qua một vài cái thông tin liên quan đến đại dịch corona. Đại dịch corona mỗi một tuần lễ, mỗi một giai đoạn đều có cái chi phối ảnh hưởng xã hội khác nhau. Ở trong thời gian gần đây, trong mấy ngày qua thưa quý vị, người ta ghi nhận có một hiện tượng rằng có những cái quan niệm tâm lý trái chiều liên quan đến chuyện mở cửa. Và về điểm này đó thì chúng ta sẽ thấy ra một số cái bất ổn ở trong xã hội mà chúng tôi muốn đề cập đến sau đây. Một quý Phật tử, đặc biệt là chư tăng khi ra ngoài đó, đôi khi cũng phải rất là cẩn thận. Trước đây thì quý vị chúng ta có nghe đến trường hợp là có nhiều người bị trắng, họ rất là bội, họ cho rằng đại dịch corona do người Trung Hoa, do người Á Châu, do đó có đôi khi họ có người hành hung đối với người Á Châu. Hiện nay thì các nhà tâm lý học đó, họ nói là nước Mỹ đang trải qua một cái sự bùng vỡ một lúc cả hai vấn đề, là vấn đề coronavirus và vấn đề tâm lý xã hội. Trước nhất là có một con số không nhỏ những người Mỹ, họ nói rằng cái lệnh mà đeo khẩu trang ở nơi công cộng đó là cái việc mà vi phạm cái quyền tự do con người. Họ mang rất là nhiều biểu ngữ để nói rằng cái thân của mình là my body is my choice, là cái sự lựa chọn, mang khẩu trang không mang khẩu trang, lây nhiễm hay không lây nhiễm là chuyện của mình chứ không phải chuyện của chính phủ. Và họ đã biểu tình, chúng ta nhìn thấy cái sự xô xát rất lớn ở những cuộc biểu tình này. Và một điểm thứ hai là các tâm lý học cũng nói rằng một con số không nhỏ những người Hoa Kỳ, họ tin rằng mang khẩu trang là một cái dấu hiệu cho thấy rằng mình là một người bị yếu về thể lực. Và nói một cách khác là một người mạnh khỏe thì không phải mang khẩu trang, mang khẩu trang cho giác mình là người bệnh hoạn. Về điểm này thì
Chúng ta nói đến là vấn đề văn hóa rất là khác biệt. Một người Nhật Bản, một người Hồng Kông, một người Singapore, người Việt Nam thì đeo khẩu trang họ không có mặc cảm đó, rất là bình thường. Khẩu trang để chống bụi, để chống sự lây nhiễm, và điều đó không nói gì về con người hết. Nhưng mà ở tại Mỹ thì người ta khuyên chúng ta nên rất là cẩn thận. Đôi khi nhắc nhở người khác mang khẩu trang nó cũng tạo nên những cái cuộc bạo hành, hay là nó có phiền phức. Nếu quý vị là người đi bán hàng hay có trách nhiệm làm việc thì nên rất là cẩn thận về những này. Và đặc biệt đây là một thời buổi rất là nhạy cảm. Có nhiều người họ có một cái thói quen là nhắc những người khác những chuyện không cần thiết, và khi nhắc nhở như vậy nhiều khi mang họa vào thân. Và người ta nói một cái vấn đề mà cũng liên quan đến cái tâm lý xã hội ngày hôm nay thưa quý vị, là người ta thấy rằng cái việc mà chúng ta mang khẩu trang ở trên đường phố đó, nó lại là một cái một ở trong những cái hiện tượng mà người ta cho rằng mình làm theo cái tinh thần của đảng phái. Và tinh thần đảng phái tức là trong lúc thì các cái tổ chức chính trị đó, ví dụ chúng tôi nói rằng đa số những vị sao đảng Cộng Hòa thì khuyên mọi người là nên mở rộng ra, và như Tổng thống Trump hay là ông Phó Tổng thống ông Pence đi đến thăm những các nơi cũng không có mang khẩu trang, và người ta cho rằng thái độ không mang khẩu trang đó là một cái tỏ lộ của quan điểm về chính trị. Nó cũng là một điểm rất là nhạy cảm. Và sau cùng đó, thì các nhà tâm lý họ nói rằng mang khẩu trang không có thoải mái, chuyện đó là vì chúng ta chưa quen. Và quả thực đôi khi nó không thoải mái. Chúng tôi nhớ rằng những ngày đầu tiên mà bắt đầu chúng tôi mang khẩu trang cũng thấy không có dễ chịu chút nào. Có cái gì phải mất thời gian quen đi. Như là trường hợp mà chúng ta không quan đeo mắt kính, mà đôi khi con mắt chúng ta yếu về mắt kính thì thấy nó khó chịu. Và do vậy nó có một số cái xáo trộn về tâm lý. Chúng tôi nhắc điểm này ở đây đó là bởi vì trong một cái nghiên cứu mới nhất của Đại học Berkeley ở California thì họ thấy rằng riêng về vấn đề mang khẩu trang đó, nó đã tạo nên những cái ức chế, những khủng hoảng về gọi là chúng ta gọi là xáo trộn tâm lý. Và do vậy khi mà chúng ta đi ra đường trong giai đoạn này thì nên nhớ rằng mình phải đặc biệt rất là cẩn thận ở trong cái sự phát ngôn của mình. Kể cả có khi chúng ta mang khẩu trang người ta cũng ghét, mà mình nhắc người khác mang khẩu trang cũng là vấn đề. Nên không nên nghĩ rằng đó là vấn đề bình thường trong xã hội, ai có ý kiến được. Có một chuyện ở miền Nam California vừa qua đó, là có một ông nghị viên của thành phố, chứ là biết nghị viên là người đã làm việc biết hiểu luật pháp đó, nhưng mà ông thấy cái bãi biển như Newport Beach nơi ông cư trú đó, chính phủ ra lệnh cấm người tụ họp ở biển và ở bãi biển, và ông đã nộp một cái đơn kiện ông thống đốc tiểu bang. Thì dĩ nhiên chúng ta nói rằng cái chuyện đó là chuyện còn kiếm thì chuyện của khoai, nhưng mà sau đó nó cũng sự xô xát giữa ông và những người khác vì cái quan điểm mà người ta nói rằng rất là mênh đen, rất là tào lao, mà lại trở thành một cái chuyện lớn, bởi vì nó là một cái dấu hiệu cho thấy rằng chúng ta đang sống trong một thời đại mà rất là dễ dàng tạo nên những cái bực bội giữa người này và người khác. Những xáo trộn tâm lý như vậy càng được nguy hiểm. Thượng sách ở trong thời này là càng tránh bớt những cái chuyện mà bày tỏ ý kiến của mình, đặc biệt là những nơi công cộng, những nơi mà có đám đông và người ta dễ dàng dẫn đến những cái chuyện xô xát lẫn nhau, mình nên tránh. Có lẽ là chúng ta đừng quá cực đoan nghĩ rằng chỉ có coronavirus mới nguy hiểm, mà kể cả những cái hiện tượng xáo trộn tâm lý xã hội nó cũng có những nguy hiểm như vậy. Tương tự chúng ta đặc biệt rất là cẩn thận. Thưa quý vị, ngày mai này chúng tôi không có một cái chương trình, chúng ta không có cái chương trình sinh hoạt thường lệ như hôm nay, mà thay vào đó ngày mai là ngày rằm, ngày 15 tháng 4 âm lịch, chúng ta sẽ dành trọn chương trình để cho một cái đại lễ khánh đản ở trong chương trình buổi sáng cũng như buổi tối. Thật ra nếu quý Phật tử có thời giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau
dành thì giờ còn ngày mai để suy niệm về cuộc đời của Đức Phật và những cái giá trị liên quan đến hình ảnh và lời dạy của Ngài đối với thế giới này. Chúng tôi cũng sẽ cùng Thỉnh Chư Tăng để có một thời kinh tụng trong buổi lễ ngày mai. Không biết là Đại Đức Phật tính ngày mai có Thỉnh Chư Tăng vào để giúp chuẩn bị nghi lễ được hay không. Xin để nhờ Đại Đức Trụ Trì Quan Hỷ liên lạc với Đại Đức Phật tính, hay vì nào liên lạc thì xem chúng ta có một số Chư Tăng nào để lo về phần kinh khánh đảng cho ngày mai hay không. Và ngày mai thì chỉ là một ngày đặc biệt thôi, ngày mốt chúng ta sẽ trở lại với sinh hoạt thường lệ. Xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Buddha Dhamma. Kính trân chư vị Chư Tăng và quý Phật tử đã vào Rung để góp phần sinh hoạt, và kính đảnh lễ Chư Tôn Đức. Thân chào quý Phật tử, chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành, và luôn luôn cẩn trọng, mặc dù đã có những cái sự tháo gỡ, những cái phong tỏa giãn cách xã hội, nhưng mà chúng ta luôn luôn phải rất là cẩn trọng. Hẹn gặp lại quý ngài và quý vị trong chương trình ngày mai. Nam mô Bụt Thầy. Yani taputani samagatani pummani vayani va antaleke sabbe vakuta sumana pavantu ato visakacang sunantu pasitang tatmahi putani sameta sambe metang karo tamano ya pacaya di wacarato caranti ye Palingat mahineng kata pamata yang kincigitang kita wahurang wasangge tua yang kata panitang nano kita hagete naidang ibuote kata nang panitang kete Tiho tukayang wiragang amatang banitang yada cagasa yamune samahito nate Thamme nasamati kinci dang vithamme ratanang banitang ete nasakye nasuwa Tiho tuyang buata setho bariwan na jisuchin samati ma Tarikanyama usamadina tena samona vejati dang vithamme ratanang banitang ete nasacce nasuvati hotu ye bungala atasatang basatha chattari etani yugani honti te dakhinaya sugata sasavaka ete sudin Nihapalani dang bisangke ratanang banitang ete nasakche Nasuwati hotu yesum bayutta manasadan he nanika minogo tamasasanang ite patibakta Amatang vihaya lata mutanip buting puncamana idang bisangke Ete nasa jena suwa Tiho tuya linda kilo Bata wing sito siya Jato piwa te pi asam bakam biyo Tatu pamang so buri jang Wada miyo Ariya sakya li awe Chaba sati dang Bisang ke ratanang banitang Ete nasa jena suwa Tiho tuya Ariya sakya li wi Vayanti gampi rapanye nasudesita Kincha vite honti pusabha mata Nate pavangha thamamadiyanti Dambi sangke ratanam vanitam Ete nasakye nasuvakti Ho aha vasadasana sambadayata yasutham Majanita Sakaya Diti Vichikita Nungasri Apatangwa Biyadati Kinchichatu Hapa
ye ni cha vi pa mu to cha cha vi pa na ni a pa bo ca tung hi đam vi sang ke ra ta nang pa ni tang e te na sa ye na su va ti ho tu kin cha vi so cam mang ca ro ti ba ba căng ca ye na va cha yu ta che ta sa va a pa bo so ta sa ba ti cha na ya Deva-manu-sabu-chitam-sankam-namah-sama-suvati-ho.